Xin chào cả nhà đến với kênh Phạm Oanh. Hôm nay em xin trò chuyện với mọi người với chủ đề là điểm danh các nguyên nhân làm ba mẹ thất bại trong việc hỗ trợ con thoát táo. Em tên là Phạm Oanh, em là một mẹ bỉm sữa ham học hỏi. Suốt 5 năm qua em đã hỗ trợ và đồng hành với hàng ngàn mẹ bỉm sữa chăm sóc và nuôi con khoa học. Nếu ba mẹ nào có con đang bị táo bón hay nghi ngờ con bị táo bón, hãy liên hệ với em. Em sẽ hỗ trợ và đồng hành với các ba mẹ đến khi nào con khỏi nha. Chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề mà ngày nào em cũng gặp, bởi vì mỗi ngày em tư vấn, hỗ trợ, theo dõi cho các bé táo bón thì em thường xuyên gặp phải các nguyên nhân này mà các bố mẹ đưa ra. Và hôm nay em tổng kết lại ở đây để giúp các ba mẹ khác đang bắt đầu quá trình chữa táo cho con rút kinh nghiệm để mình không bị mắc những sai lầm này nữa nhé. Mời cả nhà cùng nghe hết video để biết được các sai lầm này mà tránh nha. Nếu thấy hữu ích, hãy like và subscribe kênh, bấm vào quả chuông để nhận những thông tin hữu ích sớm nhất nha. Vâng, sau đây là các sai lầm đây ạ. Sai lầm đầu tiên đó là mặc định cho con mình rằng là con em nó khó lắm, nó cứng đầu lắm, nó không chịu luyện tập, không chịu ngồi bô, không có chịu ăn rau củ quả gì cả. Thật ra đó là chúng ta mặc định cho con vậy thôi, chứ không có bé nào là không thể tập được, chỉ cần ba mẹ kiên trì. Phương pháp tập ăn rau củ quả hay luyện uống nước mình có để ở những video trên. Nếu ba mẹ nào tìm không thấy có thể comment xuống bên dưới, mình sẽ gửi link cho nha. Thứ hai đó là các ba mẹ nghĩ rằng là táo bón thì uống thuốc vào 5 bữa, nửa tháng là có thể khỏi giống như các bệnh khác thôi, và không luyện tập gì cả luôn. Và cứ nghĩ như thế, táo bón giống như một bệnh thông thường, uống thuốc là khỏi. Hoàn toàn không phải như vậy nha cả nhà. Nếu không kết hợp thay đổi chế độ ăn uống và rèn luyện thì không thể nào khỏi được. Không lẽ là uống men, uống chất xơ rồi uống thuốc nhuận tràng suốt đời con hay sao? Sai lầm tiếp theo đó chính là ỷ vào thuốc nhuận tràng. Cứ nghĩ là dùng thuốc cho con là được rồi, uống men, uống chất xơ là được rồi, và không tập trung vào việc thay đổi chế độ ăn uống, tăng rau củ quả, tăng uống nước ấm cho con, rồi tập rèn bô cho con theo đúng giờ và tập rặn cho bé. Đấy, chúng ta ỷ vào thuốc rất là nhiều. Sai lầm tiếp theo đó chính là sợ dùng thuốc nhuận tràng kéo dài thì sẽ bị thế nọ thế kia. Đi bác sĩ này thì kê cho uống Dufalac, nhưng mà ra hiệu thuốc mua thì người này lại bảo là không nên uống lâu dài, nào là sợ giãn ruột, nào là sợ các mẹ hay lo sợ là dùng lâu phụ thuộc, đúng không ạ? Thay vì lo sợ dùng lâu phụ thuộc thì chúng ta hãy giúp con rèn luyện cái việc tập ngồi bô, biết cách rặn, cũng như là ăn nhiều rau củ quả vào, đúng không ạ? Chứ chúng ta sợ chúng ta ngừng đột ngột rồi đổi từ loại này qua loại kia thì nó lại không hề có hiệu quả gì đâu cả nhà ơi. Tiếp theo là có một số mẹ là sao? Sai lầm tiếp theo là dùng thuốc dò, tức là thuốc nhuận tràng, người ta còn gọi là thuốc dò đó mọi người. Tùy theo tình trạng của bé mà dò có một liều cố định, chứ không phải là theo đơn của bác sĩ kê là đúng. Do đó có một số mẹ thấy là uống vào tự nhiên bé đi chảy, bé đi phân lỏng, đi nhiều lần thì lại lo sợ là bé không hợp thuốc, cho nên là tự động ngừng ngay mà không tham khảo lại ý kiến của bác sĩ. Đó, vậy là coi như là quá trình chữa táo lần này thất bại. Lại có bé là uống Dufalac vào, phân vẫn khô, vẫn cứng, bé vẫn không đi được. Rồi lại cho rằng là bác sĩ này bán không đúng thuốc, cho thuốc dở. Đấy, và thế là quá trình chữa táo lại bị gián đoạn. Và cái sai lầm tiếp theo đó chính là cũng liên quan đến thuốc Dufalac, đó chính là
mọi người dò cho bé không đúng liều, rồi sau đó là nghỉ ngang. Đó, vậy thì vấn đề về táo bón của bé không muốn gặp những sai lầm trên, mọi người rất cần người đồng hành. Bởi vì những khi mình tập luyện cho con rất là nản, có những bé rất là khó luôn nghe mẹ cả nhà. Mặc dù đói nhưng mà vẫn không chấp nhận ăn củ quả, ăn rau ha. Thì những lúc nản lòng như vậy, mọi người cần một người đồng hành, một người san sẻ như là một người bạn vậy đó, thì chúng ta dễ có động lực hơn để tiếp tục rèn cho con. Bởi vì một thói quen tốt của bé thường sẽ được hình thành sau 21 ngày. Do đó chỉ cần không kiên trì, chúng ta bỏ cuộc ngay trong tuần đầu tiên thì chúng ta đã phí hoài thời gian một tuần vừa rồi, và chúng ta lại thất bại trong việc giúp cho con thoát táo bón. Cả nhà thấy còn những sai lầm nào nữa không ạ? Thì có thể comment xuống bên dưới, mình sẽ bổ sung thêm để giúp cho cả nhà tránh những sai lầm này nha. Chúc các bé thoát táo và không bị tái táo lại. Và em rất hân hạnh được đồng hành cùng các con, củng cố tinh thần cho các ba mẹ, giúp các bé thoát táo hoàn toàn. Nếu cả nhà thấy hay và hữu ích, hãy like và subscribe, nhấn vào quả chuông để sớm nhận những video hữu ích nha. Xin chào và hẹn gặp lại.